Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Choáng với số tiền tuyển nữ Việt Nam được thưởng sau lần thứ 6 lên ngôi vô địch tại SEA Games. Thưa quý vị, số tiền thưởng được hứa dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ vòng bảng cho đến khi giành huy chương vàng SEA Games 30 đã lên tới con số hơn 10 tỷ đồng. Tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu rất kiên cường, dũng mãnh trong 120 phút của trận chung kết SEA Games 30 với tuyển nữ Thái Lan để mang về chiếc huy chương vàng quý giá thứ 6 tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Thành quả này khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thông tấn xã Việt Nam tiết lộ rằng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng tới tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt. Theo báo Giao thông, để động viên tuyển nữ Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thưởng toàn đội 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơn mưa tiền thưởng cũng được hứa dành cho các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam từ nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Cụ thể là Tri thức trực tuyến cho biết, ông Phạm Thanh Hùng, trưởng ban bóng đá nữ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hứa thưởng 1,5 tỷ đồng, VFF thưởng 1 tỷ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng, doanh nhân Lê Văn Kiểm thưởng 1 tỷ đồng. Công ty Gold Long Thành tặng 1 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV thưởng 500 triệu đồng, Công ty Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công bố thưởng cho tuyển nữ Việt Nam 300 triệu đồng. Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng, doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 200 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng, công ty Mebifa thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, số tiền thưởng ở các vòng đấu trước đó bao gồm 2 tỷ đồng từ ông Phạm Thanh Hùng và VFF cũng công bố mức thưởng 500 triệu đồng khi tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng SEA Games. Và như vậy là sau khi SEA Games 30 kết thúc thì ước tính tuyển nữ Việt Nam đã được hứa thưởng hơn 10 tỷ đồng. Đây là những nguồn động viên hết sức kịp thời và đáng quý cho chiến tích bảo vệ thành công vô địch 2 năm trước ở Malaysia và lần thứ 6 giành huy chương vàng tại SEA Games của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cổ động viên Thái Lan chấp nhận đi, bóng đá Việt Nam vượt xa chúng ta. Những cổ động viên xứ sở Chùa Vàng bày tỏ sự chán nản khi đội nữ Thái Lan thua Việt Nam ở trận chung kết và khép lại kỳ SEA Games 30 thất bại ở môn bóng đá. Sau khi tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng SEA Games 30, những cổ động viên ở xứ sở Chùa Vàng bày tỏ sự thất vọng về bóng đá nước nhà, đồng thời dành những lời khen cho Việt Nam. Bóng đá Việt Nam là số 1 Đông Nam Á. Cổ động viên Murthy Kampok chia sẻ, ở kỷ nguyên này, bóng đá Thái Lan thua toàn diện trước Việt Nam, vậy đấy. Cổ động viên Tham Con nhấn mạnh, chấp nhận đi, bóng đá Việt Nam vượt xa chúng ta, đó là sự thật. Cổ động viên Thanasi quả quyết, bóng đá Việt Nam đang phát triển, họ đọc được trận đấu khiến chúng ta không thể cưỡng lại. Các cầu thủ Thái Lan chơi tập thể quá hay, cả tuyển nữ lẫn đội nam, chúc mừng nhà vô địch. Cổ động viên Puan An thừa nhận. Cổ động viên Kham Rim thì nhấn mạnh, nữ Việt Nam áp đảo chúng ta trên mọi khía cạnh, đừng mơ đánh bại họ nếu vẫn tiếp tục chơi thế này. Cổ động viên Gong Samut Chahawong chỉ trích lối đá thô bạo của tuyển nữ Thái Lan với bình luận, có một điều nữ Thái Lan hơn Việt Nam là sự thô bạo, đây chỉ là cầu thủ bóng đá mà thôi, quá tồi tệ khi chơi thô bạo như vậy. Dẫu vậy thì cũng cảm ơn các nữ cầu thủ. Thái Lan còn chẳng hề có giải vô địch quốc gia nữ và tất cả chỉ thi đấu bằng trách nhiệm quốc gia. Trong trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường để đánh bại Thái Lan sau 120 phút với bàn duy nhất được ghi do công của Hải Yến vào phút 92. Tấm huy chương vàng này cũng đánh dấu kỳ SEA Games bóng đá Việt Nam áp đảo hoàn toàn Thái Lan. Trước đó, thì đội U22 hòa Thái Lan trong lượt đấu cuối cùng bảng B để trực tiếp tiễn đối thủ về nước sớm. Sau đó, thì U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia tỷ số 4-0 để vào bán kết để bước vào trận chung kết gặp Indonesia 19 giờ ngày mai, ngày 10 tháng 12. Cổ động viên Indonesia lo đội nhà mất vàng vào tay U22 Việt Nam. Không nhiều cổ động viên Indonesia tin đội nhà sẽ vô địch SEA Games năm nay khi biết sẽ đụng độ U22 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết.
Ở trận bán kết thứ nhất SEA Games 30, U22 Indonesia phải rất vất vả mới có thể đánh bại U22 Myanmar sau 120 phút tranh tài với tỷ số 4-2. Trong khi đó, U22 Việt Nam hủy diệt U22 Campuchia với tỷ số 4-0 với cú hat-trick bàn thắng của Đức Trinh và bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Tiến Linh. Như vậy, U22 Việt Nam và Indonesia gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, trong khi trận tranh tài giải ba là màn tái ngộ của hai đội bảng A, U22 Myanmar và Campuchia, hai đội đã thất bại ở bán kết. Sau khi trận đấu kết thúc, trang fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI cập nhật trạng thái: với quyết tâm và nỗ lực, tấm vé vào trận chung kết thuộc về chúng ta, cố lên nào các chàng trai. Ngay dưới bài đăng, các cổ động viên Indonesia có những bình luận nhắc đến U22 Việt Nam với sự tôn trọng nhất định. Thậm chí không ít cổ động viên đội bóng xứ vạn đảo tỏ ra bi quan về khả năng giành huy chương vàng của đội nhà khi biết rằng đối thủ là đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cổ động viên Nunung Suhana viết: cuối cùng chúng ta đã lọt vào trận chung kết sau chiến thắng 4-2. Tiếp tục chiến đấu thêm một bước nữa để giành huy chương vàng nào. Còn cổ động viên Chafangalo bình luận: chúc mừng Indonesia giành vé vào trận đấu cuối cùng, nhưng có một số điều cần phải cải thiện nếu muốn giành chiến thắng Việt Nam ở trận chung kết, đó là cầu thủ phải chắt chiu cơ hội. Trong khi đó, cổ động viên Monoga lo ngại: gặp lại Việt Nam rồi, với tình hình hiện tại, chúng ta rất khó giành chiến thắng trước đội bóng huấn luyện viên Park, họ quá mạnh và sẽ giành vàng mất thôi. Cổ động viên Budi Dagny thì tỏ ra bi quan: Indonesia phải đối đầu Việt Nam trong trận chung kết, nhiều khả năng chúng ta bị họ đánh bại, nẫng tay trên, mất tấm huy chương vàng năm nay. Cầu thủ viên Infoni hiến kế cho đội nhà: gặp U22 Việt Nam ở chung kết, chúng ta cần chơi phòng ngự phản công và kéo họ vào hiệp phụ, sau đó kết liễu họ theo cách mà chúng ta đánh bại U22 Myanmar ở bán kết vừa rồi. Trận chung kết giữa Việt Nam và Indonesia tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12. Chưa đá chung kết, huấn luyện viên U22 Indonesia đã đau đớn nhận liên tiếp hai tin sét đánh. Thưa quý vị, đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng là sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ đó là Iki Maulana, Fiza Andika trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 vì lý do bị chấn thương. Cuộc đấu bán kết kéo dài 120 phút đã bào mòn thể lực của các cầu thủ U22 Indonesia. Và không những vậy, huấn luyện viên Idris Raffi còn đối diện nỗi lo mất hai trụ cột trước cuộc tái đấu với U22 Việt Nam. Đầu tiên là hậu vệ cánh trái Fiza Andika phải tập tễnh rời sân từ hiệp 2, nhường chỗ cho Dodi. Đến khoảng thời gian hiệp phụ, cầu thủ được mệnh danh Messi Indo, Egi Maulana cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Indonesia thừa nhận cả Fiza lẫn Egi Maulana kiệt quệ về mặt thể lực và bị tổn thương phần mềm, khả năng thi đấu ở chung kết còn bỏ ngỏ. Nếu bộ đôi trên không thể ra sân, đó là tổn thất lớn của đoàn quân Garuda, đặc biệt là vị trí của tài năng trẻ Egi Maulana. Cầu thủ đang chơi bóng tại Ba Lan giữ vai trò quan trọng trong đội hình U22 Indonesia nhờ lối đá thông minh và kỹ thuật. Trước Myanmar, Egi Maulana ghi một bàn thắng, kiến tạo cho Ivan Dimas lập công. Theo Antara News, đội ngũ bác sĩ của U22 Indonesia sẽ làm việc hết công suất để hồi phục thể lực cho các cầu thủ, khi họ vừa phải căng sức thi đấu với mật độ dày đặc. Bác sĩ Siyarip Anwi cho biết, sau trận bán kết với U22 Myanmar, các cầu thủ Indonesia rất mệt mỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi năng lượng cho họ bằng nhiều cách khác nhau, như vật lý trị liệu và xoa bóp. Ở SEA Games 30, U22 Indonesia và Việt Nam chính là những đội bóng bị vắt nhiều sức nhất khi phải đá 6 trận trong vòng 2 tuần. Điều đó dẫn đến những chấn thương của cầu thủ, điển hình là trường hợp của Egi Maulana, U22 Indonesia và Nguyễn Quang Hải, U22 Việt Nam. Thông tin tiếp theo, huấn luyện viên Indonesia được tiếp động lực trước thềm tái đấu U22 Việt Nam. Báo chí Indonesia ủng hộ ông Idris Raffi trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia nếu có thể đánh bại U22 Việt Nam để giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Sau chiến thắng 4-0 trước U22 Myanmar tại bán kết SEA Games 30, huấn luyện viên Idris Raffi tuyên bố trong cuộc họp báo: hãy truyền đạt trên tất cả phương tiện truyền thông ở Indonesia rằng huấn luyện viên Raffi đang thể hiện tốt và sẵn sàng được bổ nhiệm cho vị trí thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia. Bola Sport đưa ra lời phát biểu của ông Raffi nhận được tràng vỗ tay lớn từ các phóng viên Indonesia trong phòng họp báo.
Tờ này cũng nhấn mạnh nhà cầm quân 56 tuổi vượt xa thành tích cũ của huấn luyện viên Luis Milla, người từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia, nhưng chỉ có thể đưa tuyển U22 nước này giành huy chương đồng tại kỳ SEA Games 29. Hiện tại, vị trí huấn luyện viên trưởng của tuyển quốc gia bỏ trống sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI sa thải huấn luyện viên Simon McManamy. PSSI tổ chức các buổi làm việc với hai ứng viên là ông Shin Tae-yong, người từng dẫn dắt câu lạc bộ Muangthong United tại Thái Lịch 2019, và Luis Milla, người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo CNN Indonesia, cơ hội PSSI bổ nhiệm ứng viên này là không cao khi mức lương của hai nhà cầm quân nước ngoài này yêu cầu đều rất lớn. Huấn luyện viên Strafi đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ truyền thông quê nhà. Trang Antara News viết nhà cầm quân 56 tuổi này sở hữu bảng thành tích đáng nể khi từng đưa U19 Indonesia vô địch giải trẻ Đông Nam Á 2013. Đầu năm nay, ông tiếp tục cùng U22 Indonesia vô địch khu vực với thành tích bất bại. Garuda đánh bại U22 Việt Nam tỷ số 1-0 ở trận bán kết, trước khi giành chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan để lên ngôi vô địch trên đất Campuchia. Trong quá khứ, Strafi từng dẫn dắt câu lạc bộ Bali United ở Thái Lịch. Theo CNN Indonesia, nhiệm vụ quan trọng của ông Strafi lúc này là giúp U22 Indonesia giành huy chương vàng tại SEA Games, nếu có thể giúp Garuda giải tỏa cơn khát vàng tại đại hội khu vực sau 28 năm chờ đợi, cánh cửa đến với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia sẽ rộng mở với Strafi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.